Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đường ngõ to, ngõ thông, trục chính kinh doanh được. Với căn nhà này thì vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Ai, diện tích 40m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Với căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, theo đúng như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đây chính là phần thực tế đường ngõ trước nhà. Ở đây thì quý vị có thể kinh doanh rất là nhiều thứ bởi vì nó là trục chính mọi người ạ. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, tương đối là mát. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn. Ngoài ra căn nhà này lô góc hai mặt thoáng cho nên có cả cửa sổ phụ, cửa ngách mọi người nha. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị rất là rộng, thoáng, hoàn thiện xong hết phần trần thạch cao, gạch lát nền, thông thoáng. Đây lô góc đây mọi người ạ. Đây, cửa sổ này, cửa chính này và cửa ngách này. Đó, đây là phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Nếu như quý vị nào mà có kinh doanh buôn bán thì thiết kế để ở tầng 1. Đây là phòng bếp và chuyển phòng khách lên trên tầng 2. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn nếu như quý vị nào không kinh doanh thì căn nhà này ô tô có thể vào tận nhà mọi người nhé. Và với cái vị trí của nó thì giáp với địa phận Đông Lao, Hoài Đức, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần trạm bơm Yên Nghĩa, giao thông tiện ích, đi lại quá là thuận tiện. Phần tủ bếp của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp, gỗ cũng như là phụ kiện bếp đã đặt đầy đủ xong hết rồi. Và với cái căn nhà này thì giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Đấy. Phần cửa sổ này cũng rất là thoáng mọi người nha. Và với cái tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, máy bơm nước lên trên các tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng là vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Với căn nhà này nằm ở trục chính, quý vị không có kinh doanh, quý vị có ô tô thì ô tô có thể vào nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính và phần phòng khách có một vách lam gỗ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ rất là thoáng. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, hướng vào cái phần mặt ngõ bên trong mọi người nhé. Cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên, thiết kế đầy đủ cho quý vị. Rồi ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa lắp đặt đầy đủ. Phần tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà không thiết kế trần thạch cao, thiết kế là trần thường nhé mọi người. Tất cả cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Từ vị trí ngôi nhà này thì đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa nó khoảng tầm 3 đến 4 cây, gần trường đại học Phenica, gần cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung là hợp lý. Huyện Quốc Oai là một trong những huyện còn rất là nhiều quỹ đất. Bởi vậy cho nên là cái giá bán với đại dạo gần đây ấy, là quý khách hàng thường xuyên thấy Ngọc Ánh quay nhà ở bên đây. Bởi vì những cái khu khác đất nó hết rồi, đất ở trong dân nó hết rồi, thì bây giờ ở đây quỹ đất của nó còn nhiều cho nên là phải dịch chuyển. Và tính từ cái vị trí ngôi nhà này thì đi lại nó cũng rất là ok, rất là thuận tiện đấy mọi người ạ. Đó, đây là phần phòng ngủ phía ngoài mặt ngõ. Ở đây thì quý vị có thể kinh doanh spa, nail mi, rồi là hàng tạp hóa thì ở đây sẵn có hai hàng rồi. Đấy, hoặc là quý vị kinh doanh online thì cái điểm hạ hàng mọi cái đều rất là ok. Tiếp theo, đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở phần tầng 2. Cửa sổ ánh sáng thông thoáng, gạch ốp đầy đủ, rồi thiết bị vệ sinh đầy đủ. Đấy, nói chung là nhà xây mới hoàn toàn, vào trong ngôi nhà là còn thơm nguyên mùi sơn đấy mọi người ạ. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đưa đi xem nhà và chọn lựa cho mình một căn nhà ưng ý. Mời quý vị theo chân Ngói lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng cho quý vị cũng như hai phòng giống như tầng 2, một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Mặt bậc của bậc cầu thang của cái căn nhà này thiết kế cho quý vị là ốp đá đen phủ trắng. Đấy, thông thoáng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Với tầng 3 đây cũng thiết kế một phòng ngủ, hai phòng ngủ mọi người nhé. Thì cái này tùy công năng, quý vị có thể thiết kế ra một phòng này để làm phòng thờ, phòng làm việc tùy. Còn như vậy Ngọc Ánh đã quay review chuẩn chỉnh từ tầng 1 cho tới lên các tầng cho quý vị rồi. Đây, một phòng nữa. Vẫn có phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ở trên tầng 3 và sân phơi. Đây. Căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ, không gần đình chùa miếu mạ, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Giao thông đi lại như em đã chia sẻ. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Đấy, nói chung là
Lúc nào cũng vậy, căn nào cũng vậy, Ngọc Ánh luôn quay review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên các tầng của ngôi nhà để quý vị có thể xem là cái ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý với quý vị hay không. Và mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo đúng hai số ở trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 0414 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.